Thưa cô bác anh chị, hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2021 thì nhóm lại tiếp tục chia sẻ những các cái phần thức ăn với bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở Sài Gòn. Thì trong cái buổi phát cơm ngày hôm nay thì có thêm cái sự hỗ trợ của gia đình anh Dêm Huỳnh và cô Lê Thị An với cái số tiền là 150 đô thì sẽ chia làm hai buổi để tăng cường những các cái phần ăn và trái cây chia sẻ khó khăn với bà con nghèo. Thì tất cả những cái phần cơm bây giờ đã làm xong thì sẽ chuẩn bị phát cho bà con. Bà con cô bác thì cũng tới từ rất sớm, ngày nào cũng như vậy. Đây cô bác cũng đã ngồi tới rất là dài hai bên đường. Nói chung là nguyên cái khúc đường Bà Triệu này là dài cỡ khoảng 200 mét thì bà con đã ngồi kín luôn cả hai bên. Bây giờ sẽ bắt đầu phát cơm và mời cô bác anh chị bắt đầu theo dõi nhé. Ở đây bây giờ tất cả các tình nguyện viên sẽ vào vị trí để phát cơm. Thì các chú đang yêu cầu mọi người đứng dậy, rồi ai tới trước thì lên trước, ai tới sau thì sẽ đi sau. Có những người ở trong bệnh viện ra thì họ đeo cái nón bảo hiểm, rồi tay thì cầm thêm một cái chai cồn. Đó, thì mỗi người một trái chuối, trái nước và một hộp cơm. Anh ơi, mình đi ra sau, đi sau thì ra đứng sau cùng. Xếp hàng này anh. Mình xếp hàng anh ơi. Ông ra sau là phải xếp hàng đứng sau cùng. Đứng sau cùng này anh ơi. Vâng. Nhiều người thì chưa biết nên là ra sau thì sẽ phải đứng ở cuối hàng phía bên đây. Không có chen vô thì sẽ rất là mất trật tự, bởi vì là ở đây thì có hai nhánh. Cái nhánh bên đường, vâng, nhánh phía bên tay phải này thì cô bác cũng đã xếp hàng dài dưới tận cái khúc đèn đỏ kia. Và nhánh phía bên tay trái thì cũng một hàng đứng rất là dài luôn. Đó, thì đổi cái rổ, để cái rổ lớn cho họ lấy cho nó lẹ không? Để cái rổ lớn cho họ đỡ phải cúi họ lấy cho nó lẹ. Đấy, đúng rồi. Dạ. Đi sát vào lề các cô chú ơi. Đấy, cô bác thấy một hàng người rất dài.
Trời ơi. Đây là tới khúc đèn đỏ luôn các bạn, mình đi bộ cũng cảm thấy mỏi chân luôn.
bên này thì có anh ấy để sát xe vào cho người ta đi qua này, bỏ dựng xe vào đi cho người ta đi. Thông thường thì những người là những cô chú anh chị này đó là bây giờ sẽ lại tiếp tục đi săn xem là có những cái điểm nào tiếp tục người ta cho thì xin thêm một suất nữa, xin thêm một phần nữa để ăn trong ngày còn lại, nếu mà cái tiền làm mà đi nhặt được ve chai hay là đi xin được thì lại để dành, vì cái cuộc sống cũng lúc này khó khăn. Đa số thì các cô chú đều là đi xe đạp, một số ít là chạy xe ôm, taxi hai bánh. Hàng người rất là dài. Rồi, cảm ơn bác. Dạ vâng. Rồi, bác đi ạ. Dạ. Ông bác đó rất là lịch sự, lần nào lãnh cơm thì bác cũng cảm ơn rất là chân thành. Ra ở đây thì khi mà duy trì được như thế này, trật tự như vậy đó các bạn, thì cũng mất cũng khá nhiều thời gian. Cô bác anh chị và xếp hàng trật tự thì chúng ta phát sẽ rất là lẹ. Cái thứ hai là nó sẽ không có bị cái hiện tượng là chen lấn, giành giật, xô đẩy, thậm chí là húi lộ. Thực tế thì cũng đã có những cái trường hợp là giành giật nếu khi mà không được nhắc nhở, rồi thậm chí là cái người trước đấy khi mà chưa có ngồi giãn cách ấy, là kẻ xấu tới xô đẩy rồi đứng gần tạo cái hiện tượng giả để móc túi bà con. Cái chuyện này là có thật. Nhiều khán giả nói là những cái người bệnh đi nuôi bệnh thì tiền ở đâu ra mà bị móc, nhưng mà đi nuôi bệnh thì phải có tiền để đóng viện phí, trả tiền thuốc, một số những các cái chi phí cá nhân. Khi mà không có tiền ấy thì không có thể nói chung là không. Rồi sắp hết đó, ông chú này chạy rất nhanh này. Đó. Sắp hết rồi. Chạy rất lẹ. Nói chung là cũng cực chẳng đã mới phải đi lãnh cơm. Còn nếu như mà có cái điều kiện mà làm ra tiền đó thì các cô bác ta cũng hạn chế bớt cái việc đi xin như thế này. Có một số cô chủ anh chị nói rằng là không nên phát mỗi ngày, nhưng mà nhiều người thì qua cái tìm hiểu đấy thì cuộc sống cũng rất là khó khăn các bạn ạ. Thôi thì cứ giúp được ngày nào thì phát ngày đó, có tiền ngày nào thì phát ngày đó. Đây có những chú bị đau chân. Kéo khẩu trang lên chú ơi, kéo khẩu trang lên đi. Kéo khẩu trang lên rồi lãnh, không thì đi ra ngoài đi, kéo khẩu trang lên. Anh kéo khẩu trang lên. Chỗ đông người mà chú. Đâu, không có, không. Dạ. Chị ơi, lãnh thì ra đằng sau, đứng sau người ta. Xếp hàng đứng vòng ra sau người ta. Chị ơi, lãnh cơm thì đứng sau người ta nhá. Xếp hàng đứng sau cùng ạ. Cô bác ở trong bệnh viện ra thì đứng đằng sau cùng nhá, ra sau thì đứng sau.
chuối rồi. Rồi lại đi chủ. Rồi hết rồi. Từ từ nó chổng ra. Rồi lại đi chị. Vâng, chị vào kêu những người đi đuôi bệnh trong đó chưa cơm ra đây lấy. Không báo dùng cho nó. Mày đi ra cổng cấp cứu luôn đi. Lấy trái chuối, trái nước. Lấy dùm là có người đi nguyên ô tô tới lấy 10 phần bỏ ô tô ấy. Đấy rồi. Rồi lấy đi. Rồi lấy đi anh ơi. Có mặt đặt tên chứ một lúc mà đi xe máy 4-5 người cùng mà nói người ở nhà thế này đó. Rồi ăn cơm không em? Cơm đấy, dừng xe đây. Lấy luôn đi. Mỗi người một phần đi. Lấy một phần cho một người thôi. Rồi, các cô chú này thì trong bệnh viện ra vẫn còn đang mặc cái áo người bệnh. Rồi, đúng rồi. Người bệnh áo vàng. Lấy luôn đi. Ai mà nhập viện nằm lâu dài thì mới. Chị ấy vào kêu ai chưa có ra lạnh nhá. Ở trong bệnh viện ấy. Kéo khẩu trang qua mũi đi anh. Kéo khẩu trang qua mũi đi ạ. Đậu xe sát bên kia. Từ từ qua lấy. Đậu xe của mình. Kéo khẩu trang qua mũi cô bác ơi. Lấy đi em ơi. Lấy đi. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Trái một chai nước, một hộp cơm. Rồi cảm ơn cô. Cô đi nuôi bệnh hả cô? Cô đi nuôi bệnh nhân à? Dạ, nuôi con. Dạ dạ. Rồi nếu mà cô còn ở đây thì thứ hai lại ra lãnh cơm nhá. Cứ giờ này nếu còn ở đây. Dạ chủ nhật bọn con nghỉ, chủ nhật phát ở chỗ khác. Dạ. Rồi mỗi người trái chuối, trái nước, hộp cơm. Rồi lấy đi. Thôi mỗi người một phần thôi ạ, có ai thì người đó lấy dùm. Rồi chờ xíu cho ta lấy xong rồi anh lấy. Dạ có ai thì người đó lấy thôi anh ơi. Mỗi người thôi. Rồi mỗi người thôi anh ơi. Có ai, có mặt thì đặt tên. Thôi đi đi. Mỗi người một phần đi anh. Dạ. Đậu xe xác vô. Lấy
rồi lấy đi chú. Lấy một trái, lấy một hộp cơm. Kéo khẩu trang lên chú. Đóng xe sao? Kéo khẩu trang lên. Đóng xe bên kia được. Mỗi người một phần anh, một trái chuối, một chai nước, một cơm. Rồi. Trái chuối, chai nước. Rồi, xong. Còn ai nữa? Ai? Với mày hả? Rồi, lên các cô ơi. Nè, chai nước nè. Lẹ lên, lẹ lên. Còn mấy người tôi phải theo, lấy cái cây đi. Rồi, thấy con chú tình nguyện viên. Trái chuối nữa. Mỗi người một phần. Mà kêu ai chưa có ra lận. Chừng nào có tôi biết xé thôi. Dạ. Cái đâu có xé hết. Từ từ mà. Bỏ tiếp tục. Lấy đi anh. Hộp cơm, trái chuối, chai nước nữa. Ba món ấy để gần gần nhau chú, cho người ta lấy cho dễ. Rồi lấy một phần anh. Lấy lại phần nha. Rồi lấy đi. Lấy chè nước suối, chè nước. Rồi. Lấy hộp cơm. Rồi. Lấy mình vô thôi nhá. Mỗi người một phần. Của hai người đó nhận dùm. Rồi lấy chè nước. Dạ rồi, cảm ơn cô. Ôi trời ơi, đâu biết đâu. Ngày nào chả lấy. Đây các bạn ơi, giờ chỉ còn mấy phần thôi. Mình sẽ xếp hết lên bàn để. Rồi đây đây, chú Tư cho đằng sau luôn này chú Tư. Rồi. Rồi các cô chú đi nhặt. 2, 4, 6. Dạ rồi rồi. Rồi đủ. Đâu? Alo. Mấy giờ anh ghé anh? Dạ. 1, 2 giờ á. Sớm hơn tầm đấy thì anh chưa về.